Thánh các thánh, ngày 30 tháng 11, Thánh Andre là anh của Thánh Phêrô, và cả hai được Chúa Giêsu gọi cùng một lúc. Khi Đức Giêsu đi trên bờ biển Gơ-la-li, người trông thấy hai anh em, ông Simon mà bây giờ gọi là Phêrô, và anh của ông là Andre, đang quăng lưới xuống biển, họ là các ngư dân. Người nói với họ, hãy đến theo tôi, và tôi sẽ làm cho các anh trở thành kẻ lưới người. Lập tức hai ông bỏ chài lưới mà đi theo người. Thánh Sử Gioan mô tả Thánh Andre như một môn đệ của Thánh Gioan Tẩy Giả. Một ngày kia, khi Đức Giêsu đi ngang qua, Gioan Tẩy Giả nói, đây là Chiên Thiên Chúa. Andre và các môn đệ khác đi theo Đức Giêsu. Đức Giêsu quay lại và thấy họ đi theo mình. Người hỏi, các anh muốn tìm gì? Họ trả lời, thưa thầy, thầy ở đâu? Ngài nói, hãy đến, và các anh sẽ thấy. Bởi đó họ đi theo và đã thấy nơi người cư ngụ, và họ ở với người cả ngày hôm ấy. Gioan chương 1 câu 38 đến 39a. Trong phúc âm không nói nhiều về Thánh Andre. Trong phép lạ bánh hóa nhiều, chính Andre là người cho biết về đứa bé trai có một ít bánh và cá ít. Gioan 6:8-9. Khi dân ngoại muốn đến gặp Đức Giêsu, họ đến với ông Philip trước, nhưng ông Philip lại bàn hỏi với ông Andre. Truyền thuyết nói rằng chính Thánh Andre đã rao giảng tin mừng ở những nơi mà bây giờ là Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ, và bị chết trên thập giá ở Patras. Lời bàn, cũng như các thánh tông đồ khác, ngoại trừ Thánh Phêrô và Gioan, phúc âm không cho chúng ta biết gì nhiều về sự thánh thiện của Thánh Andre. Ngài là tông đồ, như vậy là đủ. Ngài được đích thân Đức Giêsu mời gọi để loan truyền tin mừng, để chữa lành nhờ quyền năng của Đức Giêsu cũng như để chia sẻ sự sống và sự chết của người. Ngày nay, sự thánh thiện cũng không có gì khác biệt. Đó là một món quà bao gồm lời mời gọi hãy lưu tâm đến nước trời, và một thái độ dấn thân với lòng ao ước không muốn gì khác hơn là chia sẻ sự giàu có của Đức Kitô cho tất cả mọi người. Lời trích, nhóm 12 triệu tập toàn thể các môn đệ và nói, thật không đúng nếu chúng tôi bỏ việc giao giảng lời Chúa để lo việc ăn uống. Vậy, anh em hãy tìm trong cộng đoàn 7 người tốt lành, đầy thần khí và khôn ngoan, để chúng tôi cắt đặt họ làm công việc đó, còn chúng tôi sẽ chuyên lo cầu nguyện và phục vụ lời Chúa.